Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Excel Việt Nam, và hôm nay lại tiếp tục series video dẫn cho những người làm về nhân sự. Và cái mẫu biểu hôm nay chúng ta sẽ làm quen tiếp tục đối với cái nhóm hàm về if, nhóm hàm logic. Đây là một nhóm hàm mà sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra được những cái dữ liệu. Các bạn không cần phải dùng xác thực dữ liệu để lựa chọn. Cái này nó sẽ tự sinh ra dữ liệu dựa vào những cái điều kiện đặt ở phía trước. Chẳng hạn như với cái trang nhật ký mà mình đang sàng lọc các ứng viên, mình đã có một cái lịch sau khi mà mình có một cái ngày nhập là mình có cái contact này, và nhân viên tuyển dụng của bạn đã liên hệ phỏng vấn, tức là liên hệ với cả các ứng viên. Đây là chỉ là ngày liên hệ thôi. Cái việc mà mình có thêm cái cột ngày liên hệ này để cho thấy rằng là sau bao lâu mình sẽ có một cái bộ đếm để mình đếm trung bình sau bao lâu thì nhân viên của bạn sẽ gọi điện cho ứng viên, để tránh trường hợp như là mình mất rất là nhiều tiền bạc để mình chạy quảng cáo rồi mình có những hồ sơ về, nhưng mà các bạn nhân sự thì lại coi như là để gom lại tất cả những cái database đấy rồi bắt đầu mới liên hệ phỏng vấn. Như vậy thì rất là có nguy cơ là những cái ứng viên đấy họ cũng đã apply vào một nơi khác. Thì cái cột mà liên hệ phỏng vấn này sẽ cho thấy rằng là cái khoảng cách từ thời gian mà bạn có contact cho đến khi mà cái nhân viên tuyển dụng của bạn gọi điện cho ứng viên để chốt cái ngày phỏng vấn. Tương tự như vậy thì mình có cột G. Cột G này của mình ấy, nó sẽ dựa vào cái ngày phỏng vấn liên hệ và cái ngày mà ứng viên lên phỏng vấn. Và cái việc mà một ứng viên phỏng vấn ấy, tại sao lại có những cái ô trống như thế này? Bởi vì là mình đặt trong cái giả định rằng là có những cái tỷ lệ mà ứng viên họ hẹn lên phỏng vấn, họ hẹn lên coi như là để test, tuy nhiên họ lại không đến. Chuyện này rất là bình thường đúng không? Thế nên là mình cũng để cho cái dữ liệu trông nó thật một chút, thì mình cũng để một cách ngẫu nhiên là một số những cái ô nó bị trống. Cái cột này là cột vị trí ứng với cả những cái ứng viên này họ apply vào những vị trí nào ở trong công ty. Thì bây giờ mình cũng đang để một cái bộ random ngẫu nhiên về cái điểm của vòng 1. Mình giả định rằng một cái ứng viên này ấy, thì họ sẽ có hai cái vòng, vòng 1 và vòng 2. Thì cái vòng 1 ấy, làm cái bài test có điểm. Chẳng hạn như bạn cho người ta làm một cái quiz trên hệ số thang điểm 100. Và với cái vòng 1 này ấy, thì mình cũng sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái hàm if cơ bản thôi, để các bạn có thể check xem là với cái số điểm nào thì pass. Và vòng 2 có thể là một cái vòng phỏng vấn. Và sau cùng ấy, vòng phỏng vấn này thì cái người mà phỏng vấn ứng viên đấy, người ta sẽ dùng một cái hàm tick. Tức là bạn chỉ cần tick một phát thôi. Thì trường hợp như là tick thì là pass, mà nếu mà không tick thì là fail. Vậy thì mình sẽ muốn các bạn sử dụng cái hàm if lồng if ở đây, tức là các bạn sẽ kết hợp cái pass vòng 1 và pass vòng 2 để sinh ra dữ liệu ở trạng thái ở cột N là liệu có pass hay không. Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm một cái ứng dụng thực hành đối với cái hàm if cơ bản các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đối với cả cái hàm if. Đó là một cái hàm biểu thức logic điều kiện. Thì mình sẽ đặt ở đây một cái hàm if ở đây. Bạn sẽ mở ngoặc và bạn sẽ biết rằng là cái công thức nó sẽ như thế nào. Bạn kích vào cái dấu hỏi chấm này này. À, nó nói rằng là một cái biểu thức logic, tức là một sự so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, lớn hơn bằng. Tức là một cái biểu thức logic, một cái check nó có đúng và sai. Hoặc là ví dụ như kiểm tra xem là cái dữ liệu này là số hay là chữ hay là ngày tháng chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái biểu thức logic. Vậy thì một biểu thức logic như vậy ấy, thì nó sẽ có hai cái giá trị trả về. Một là đúng hoặc là sai, đúng không? Vậy thì nếu mà nó đúng ấy, bạn muốn gán cho nó cái giá trị gì? Và sai thì bạn cho nó giá trị gì? Và ngăn cách tất cả những cái cụm từ này đó chính là cái chấm phẩy. Trong trường hợp này ấy, mình đưa giả định rằng là nếu mà cái điểm của vòng 1 nó lớn hơn bằng 70, đó là biểu thức logic đúng không? Kiểm tra lớn bằng 70 thì mình sẽ ghi là pass. Còn nếu mà ngược lại, tức là sai, tức là nhỏ hơn 70 thì mình sẽ ghi là fail. Thế trong trường hợp này mình sẽ làm một động tác như sau. Mình nhớ rằng là tất cả những công thức của mình sẽ cố gắng đưa về cái công thức mảng cho các bạn, để các bạn chỉ dùng một công thức thôi thì nó sẽ tính luôn cho cả cột. Nên trong trường hợp này mình sẽ sử dụng là K2 trước. K2 mà lớn hơn bằng 70, đúng không? Thì chấm phẩy đem biểu thức logic rồi. Đây này, bạn nhìn thấy cái hướng dẫn của nó không? Value if true, tức là bạn sẽ ghi là pass, đúng không? Còn ngược lại, đây là trường hợp
Một biểu thức này chỉ có một phép so sánh thôi, nên nó chỉ có true và false. Và nếu mà nó false thì bạn sẽ ghi là fail. Đó, đơn giản như vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta enter nha. Bình thường ấy, cái sở dĩ tại sao cái ô này của mình nó bị báo lỗi, bởi vì là hóa ra cái cột L này trước đây mình định dạng là date, nên nó bảo là input must be a valid date. Nên các bạn để ý một điều rằng là khi mà mình thấy nó báo lỗi, mình đừng có hoang mang, mình hãy nhìn xem cái lỗi đấy là cái lỗi gì. Trong trường hợp này thì mình sẽ xóa đi cái định dạng date, thì mình chỉ cần vào cái phần data validation này, bởi vì trước đây mình định dạng cho là date mà, và mình remove validation, tức là mình xóa đi cái định dạng là date. Thì tóm lại là bình thường nếu mà không dùng công thức mảng thì các bạn sẽ dùng kick do, đúng không? Các bạn kéo xuống, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nó trống thì nó vẫn là fail. À, như vậy có nghĩa là gì? Nếu trong trường hợp mà nó trống thì mình sẽ để trống. Nên là trong trường hợp này mình sẽ làm thêm một động tác nữa, là mình sẽ làm một động tác, đó là một cái điều kiện hàm if bên ngoài, tức if lồng if. Thực ra đến giai đoạn này thì mình chưa muốn các bạn là sử dụng cái hàm if lồng if đâu, nhưng mà vì là chúng ta sẽ luôn luôn có một cái ý thức, đó là làm sạch. Chúng ta làm công thức đúng nhưng chúng ta phải làm sạch nữa. Bởi vì các bạn này, bạn ấy có thi đâu, bạn có lên phỏng vấn đâu mà fail, đúng không? Đương nhiên là bạn fail, bởi vì là thậm chí bạn còn không đến gửi xe cơ, thì nói gì đến chuyện mà bị loại vào gửi xe. Thế nên trong trường hợp này ấy, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải làm sạch, bởi vì mình không muốn xuất hiện cái chữ fail này ở những cái ô mà dòng trống. Nên ở đây mình sẽ làm thêm động tác nữa, mình sẽ trong kiểm tra bên ngoài, nếu mà cái ô K2 này nó trống thì mình sẽ để trống, đúng không? Thế nên là cái kết quả này khi mà cái K2 này nó không trống, tức là nó sẽ có giá trị từ 1 cho đến 100. Đấy, thế nên mình sẽ kiểm tra tiếp là if K2 mà bằng trống, đây là trống bạn ạ, mở kép đóng kép, thì mình sẽ để trống. Để trống ở đây mình có thể để là gì? Mở kép đóng kép, nhưng mình cũng có thể bỏ hẳn đi, thì nó chỉ cần là như vậy thôi. Và mình đã thêm một cái mở ngoặc thì mình sẽ thêm một cái đóng ngoặc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng quét lại xem nhá, bởi vì mình kiểm tra xóm 70 mà. Đó, bạn thấy dữ liệu sạch chưa? Nếu mà trống ta để trống mà. Thì bây giờ mình sẽ dùng công thức mảng. Các bạn có nhớ công thức mảng là mình đã sử dụng đối với cả video trước như nào không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái array formula phía trước này, phía sau này. Rồi, cái này là K2 thì mình chỉ cần muốn gọi cái cột K ấy thôi, mình sẽ 2.K. Tương tự như vậy, mình 2.K. Ở đâu có cái ô mà mình lấy cái giá trị của nó thì mình sẽ bổ sung 2 chấm, gọi tên, gọi là kiểu như là gọi tên cả họ hàng nhà nó ra ấy, thì mình sẽ gọi luôn 2.K. Đấy. Ồ. Nó báo lỗi, lại báo lỗi nữa. Đấy, cứ bình tĩnh, bản thân mình cũng không phải là hơi rén, mà thực ra là nó báo lỗi. Cái chuyện lỗi này là mình quá quen thuộc rồi, nhưng mà đôi khi cái việc sự tình cờ ngẫu nhiên này để giúp các bạn học được nhiều hơn, các bạn ý nha. À, cái mảng này nó không mở rộng bởi vì cái L9 của mình là có dữ liệu thôi, thì mình sẽ quét hết, tắt, xóa hết, tắt, xóa hết. Vậy thì ở đây ấy, các bạn thì nhìn thấy rằng là mình đã có một kết quả trả về tự động. Vậy thì khi mà chẳng hạn như đây mình sửa lại thành 70 nha, thì lập tức là pass, đúng không? 80, tự nhiên là pass rồi. Nhưng mà 69, bạn này mới đau này, fail. Đó. Vậy thì chỉ cần một công thức thôi, nhưng mà chúng ta đã làm cho cả một cái cột này. Chẳng hạn như phía dưới này, bạn có thể bổ sung bất kỳ một điểm nào cho một bạn nhân sự mới. Ví dụ như là bạn ấy là 80, thì lập tức là nó có cái dữ liệu bên cạnh rồi. Mặc dù ở đây không hề có hàm. Đấy là điều thú vị của công thức mảng. Một khi mà bạn đã... mình sẽ xóa thêm dữ liệu phía dưới này, bởi vì là set ở cùng thì mình sẽ thêm 100 dòng nữa. Rồi, ok. Cái dữ liệu đấy bị thừa, nhưng không sao, đúng không? Vậy thì chúng ta đã có được cái đánh giá là pass vòng 1 hay 2. Vậy thì bây giờ ấy, đã làm xong cái phần hàm if cơ bản để chúng ta có thể đánh giá cái việc pass dựa vào một cái tiêu chí. Bây giờ mình sẽ đẩy cái tình huống này lên cao hơn một chút. Nếu như cái điểm bạn so sánh nó không phải là 70 mà bạn cho một cái thang điểm nào đó, ví dụ hạn như là mình ghi là điểm pass là 70 ở đây, thì vị trí này nó chính là S1, đúng không? Bây giờ mình sửa lại cái 70 thành S1. Nhưng mà cái S1 này ấy, bởi vì mình dùng công thức mảng các bạn ạ, thế nên là mình sẽ phải khóa nó lại.
F4. Mình dùng F4 để khóa, mà điểm đặc điểm của việc khóa một ô đó là đô la trước và đô la sau của cái S1 đấy. Bạn có nhìn thấy đô la trước chữ S không? Và đô la trước cái 1 không? Tức là khóa cứng lại câu S1 này. Đấy, bây giờ mình sửa lại nha. Bây giờ điểm pass của nó không phải là 70 mà là 75 đi chẳng hạn. Bạn chú ý là cái bạn này đang là pass nhé. Thì bạn này sẽ như thế nào? Lập tức thành fail, đúng không? Đấy, bạn này là pass này. Đấy, rất nhiều bạn fail luôn. Điểm mà thay đổi 81 là pass, chứ còn 74 cũng là fail. Đấy. Vậy thì một sự linh hoạt hơn là bạn có thể để một cái giá trị ra bên ngoài, thì bạn có thể đưa vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần tiếp theo thực hành của chúng ta là gì nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cái phần tiếp theo, đó là một cái hàm if lồng if và kết quả trả về cái cột trạng thái. Vậy thì điều kiện mà một ứng viên được pass khi mà đồng thời pass vòng 1 và pass vòng 2. Và nếu mà một trong hai cái vòng 1 hoặc 2 bị fail thì nó sẽ bị fail. Vì vậy chúng ta sẽ thực hành cái nhóm hàm là if và có cái and ở đây để kết hợp, cũng như là chúng ta sẽ có một cái hàm if lồng sạch ở bên ngoài. Bây giờ trong thực tế các bạn sẽ có những cái người mà khi phỏng vấn ứng viên ấy, người ta sẽ tích vào trường hợp như bạn này đã pass cái vòng 2 hay không. Tức là có cái vòng 1, vòng 2 có thể là kết quả độc lập nhau. Bây giờ mình sẽ trả về kết quả ở cái cột N này. Tức là mình nói rằng là nếu mà cái L2 này là pass và cái M2 này cũng là pass, thì cái cột N này sẽ chạm thể trạng thái là pass. Còn nếu mà một trong hai cái mà là fails thì nó sẽ là fails. Bây giờ chúng ta sẽ tư duy là đó là một cái hàm if điều kiện này trả về nếu thì, đúng không? Còn nếu không thì sao? Còn trong trường hợp này nó lại còn thêm cái điều kiện kết hợp nữa, và chúng ta sẽ sử dụng cái hàm and, hàm nối giữa cái hai cái hàm and để có một cái giá trị như thế này. Về nhà and nha. Bạn để nhìn cái hàm and này, nó là một cái biểu thức logic thứ nhất và biểu thức logic thứ hai. Nếu mà cái này sẽ trả về giá trị true nếu mà cả hai cái cùng true. Còn nếu mà một trong hai cái fails hoặc là cả hai cái cùng fails thì nó sẽ trả về giá trị là false. Tức là đúng khi mà tất cả các đáp án đều là đúng, chứ chỉ cần một cái đáp án sai thôi thì lập tức là cái kết quả toàn bộ của cái hàm if này thì nó sẽ là sai. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Kiểm tra trước là dùng cái hàm này, nếu mà cái L2 này mà bằng pass và cái biểu thức logic thứ hai là cái M2 này mặc dù là nó là cái ô nhưng bản chất là giá trị của nó là true or false, nên mình sẽ kiểm tra là cái thứ hai là M2 bằng pass. Thì đó, thì mình sẽ cần kiểm tra thôi, xem nó true or false. À, cái này là false. Mình kéo xuống các bạn xem nhá. Giả sử trong trường hợp này để mình tích vào cái này đi, lập tức là true. Vậy là vừa pass, cái này pass cái kia. Bây giờ mình sẽ đưa chuột vào đây để bạn nhìn thấy cái này là pass. Vậy có nghĩa rằng là hai cái này cùng là pass thì cái này sẽ là true. Còn một trong hai cái pass trường hợp này này, cái này true, cái này false thì nó vẫn là false. Đây mình lại đưa về cái format, xóa cái định dạng đi là xong thôi. Có định dạng có điều kiện. Rồi. Vậy thì bây giờ cái chuyện này mình sẽ đưa cái này thành một cái công thức bên ngoài nữa. Là nếu mà cái này, kết quả này mà bằng true, đúng không? Thì sao nhỉ? Nếu cái này true thì mình sẽ để về giá trị là pass. Còn nếu mà nó false thì mình sẽ để giá trị là fail, đúng không? Đó. Ok, mình sẽ kiểm tra lại, kéo lại xuống nha. Đúng không? Có mỗi bạn này pass thôi, tất cả đều fail hết. Bây giờ mình sẽ dùng một công thức làm sạch bên ngoài, bởi vì là những cái dòng trống này này nó phải trả về giá trị trống. Và cái điều kiện để trống ở đây ý, thì mình nghĩ rằng nó sẽ bắt nguồn từ cái ô gốc của nó là cái ô ngày phỏng vấn này này. Ngày phỏng vấn này nó có trống hay không? Nên mình sẽ kiểm tra trước bên ngoài nữa là nếu mà cái ngày phỏng vấn này là cái ô G. Nếu mà G mà bằng trống, không lên phỏng vấn mà, thì lấy đâu ra kết quả, đúng không? Mình quên mất, mình cho thêm là G2. Nếu G2 bằng trống ta để trống, còn nếu mà G2 không trống thì ta bắt đầu mới kiểm tra cái điều này. Đó, mình sẽ đóng ngoặc. Rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ kéo xuống để các bạn xem nha. Đúng không? Những cái dòng này của mình được sạch rồi. Bởi vì ngày phỏng vấn không có thì lấy đâu ra cái kết quả tổng thể. Còn trong trường hợp mà bạn ấy pass thì đây là pass rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một động tác nữa. Đó là mình sẽ làm cái công thức mảng bên ngoài. Là array formula. Cái này nó là câu thần chú. Và các bạn chỗ nào mà có cái ô thì chúng ta lại thêm. Thêm gọi cả cột nó ra. G thì gọi G, L thì gọi L, M thì gọi M, đúng không? Rồi. Ok. Xóa đi. Tất cả đã trả về rồi. Vừa nãy ấy, khi mà chúng ta sử dụng, khi mà chưa đưa cái công thức mảng vào ấy, cái hàm này thì chúng ta thấy dữ liệu khi mà kéo xuống thì rất ok đúng không các bạn? Có một bạn pass ở đây này, một bạn pass ở đây. Tuy nhiên ấy, khi mà chúng ta sử dụng công thức mảng thì nó lại không không ra kết quả. À, thực ra cái tình huống này mình đã gặp một lần rồi. Mình đã gặp một lần và sau khi tìm hiểu ấy, thì hóa ra là công thức mảng này nó không hợp tác với cả cái hàm end các bạn ạ. Mặc dù vậy không phải là chúng ta bế tắc, chúng ta vẫn có cái phương án cho trường hợp này. Chỉ có điều là khi mà bạn sử dụng công thức mảng, bạn lưu ý nhé, khi bạn sử dụng công thức mảng thì end thì bạn sẽ phải thay thế bằng dấu sao. Nhưng tất nhiên nó không đơn giản là sao là thay end với sao ở đây, mà chúng ta sẽ giống như kiểu như là một phép nhân rồi phép cộng ấy, thì bây giờ thay vì làm như vậy thì chúng ta sẽ phải kết hợp. Nếu mà cái L2 này bằng pass này, sau đó L2 bằng pass và mình sẽ sao tiếp là cái thằng M2 cũng bằng pass. Đó. Kết hợp, trường hợp này nó không còn là true ở đây nữa. Đó. Trong trường hợp này thì sẽ là pass. Đó, lập tức là bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phần mà định dạng có điều kiện của mình ấy, nó lại work ở đây không? Cái phần định dạng có điều kiện của mình trường hợp pass. Bây giờ có lẽ thì mình sẽ phải tăng cường những cái tỷ lệ những cái người mà được cao hơn chẳng hạn, đúng không? Chứ còn nhiều người, ít người pass quá. Sơ sơ có vài người pass thi gì mà khó thế không biết. Đấy. Mình có thể sẽ bổ sung thêm những cái người này để cho họ cái tỷ lệ pass tốt hơn. Đó, những người nào pass thì mình cho pass hết đi. Đúng không? Nhiều người phê quá mà. Đó. Thì lập tức là cái việc mà bạn vừa kết hợp cái hàm if này thì mình có thể lưu lại, mình có thể nốt lại, nhắc nhở lại một chút. Đó là đầu tiên ấy, mình theo logic thông thường thì mình sử dụng hàm end thôi. Nhưng khi mà mình kết hợp với cái array formula thì mình lại phải đổi cái hàm end này bằng cái sao. Mà cái sao này có nghĩa là gì? Nếu mà cái này bằng pass và đấy thì và đây cái end nó nằm ở đây. Nó rất là theo đúng kiểu trình tự của mình và cái này cũng bằng pass. Nếu mà hai cái này mà đều bằng pass thì kết quả nó sẽ là pass, đúng không? Giống kiểu như là bạn pass vòng 1 này và bạn pass vòng 2 này thì kết quả là bạn pass. Còn ngược lại toàn bộ cái giá trị này ấy, thì nó sẽ là fails, là bạn sẽ fail. Đó. Và khi mà mình kết hợp với cả định dạng có điều kiện thì mình sẽ highlight được cái trường hợp này. Rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón đối với video tiếp theo các bạn nha.